Xin chào tất cả các bạn, lại là mình đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một tấm thiệp hình hoa như thế này nhé. Để có thể làm được bông hoa này, chúng ta cần chuẩn bị băng dính hai mặt, bút chì, thước kẻ, dao dọc giấy và ba tờ giấy hình chữ nhật, tờ giấy màu xanh lá cây kích thước 15 x 10, tờ giấy màu tím kích thước 15 x 10 và tờ giấy màu tím to hơn kích thước 17 x 15 và bảng cắt để chúng ta cắt giấy và không làm ảnh hưởng đến bàn. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào làm thôi. Đầu tiên, đối với tờ giấy màu tím 15 x 10 cm, chúng ta sẽ lấy bút chì và thước kẻ căn lề cho tờ giấy này bên trên và bên dưới mỗi bên 1,5 cm, sau đó kẻ thành đường thẳng. Tiếp theo, chúng ta sẽ lấy dao dọc giấy và thước kẻ để kẻ khoảng giữa của tờ giấy này thành những đường thẳng nhỏ có kích thước khoảng 2 mm. Gấp đôi tờ giấy lại và dán lại với nhau. Các bạn lưu ý nên chìa ra một chút khoảng cách mét đi. Như tờ giấy. Chúng ta đã có cành hoa. Bây giờ chúng ta sẽ nối cành hoa với cánh hoa. Chúng ta sẽ dán băng dính hai mặt vào phần cánh hoa này. Sau đó chúng ta sẽ dán quanh cành hoa. Chúng ta nên dán chắc tay một chút để cành hoa, để bông hoa sẽ được trụm ra như thế này. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bông hoa rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.